Này vậy này học được không? Học được. Ok. Con đi nó vào không? Con đang vào lớp cô Ngọc đây. Dạ. Học. Ok, hello. Sang cô Ngọc đây này. Tắt cam chưa? Các bạn mở cam lên nha. Hello. Ừ, các bạn có vẻ hơi bỡ ngỡ nhưng mà tuy nhiên là lớp mình hôm nay đã truy cập vào một link Zoom khác, tại vì link Zoom trước đã bị lỗi mất rồi, đúng không nhỉ? Đó, thì hôm nay các thầy đã cập nhật cho lớp mình một link Zoom khác. Đấy, thì các bạn có thể lưu lại link Zoom này nhá. Mã lớp đã có sự thay đổi, được chưa nhỉ? Và chúng mình sẽ phải theo dõi ở trên Zalo, cập nhật thường xuyên thông tin nhá. Tại vì có thể là một số bạn vẫn chưa biết có link Zoom mới. À, Lương Hà, Nguyễn Mì. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Yes. Các bạn ăn cơm chưa? Hello, teacher. Hello. Nào, đúng rồi, mình đã có một link Zoom mới nhá. Và các bạn để đợi các bạn mới vào. Mã lớp của chúng mình đã có sự thay đổi, đúng không nhỉ? Mã lớp của chúng mình đã có sự thay đổi. Đổi sang ID mới là 347-704-1092 nhá các bạn nhá. Đó. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Sao mẹ vào lớp của cô Ngọc? Nam Bình như lớp 3 là lớp của Thư phải không? Vâng. Thế con vào lại đi. Xem nào. Ok, let me see. Sorry các bé là hôm trước ấy là cô đi tiêm về và cô đã bị sốt. I got a little bit tired and I got fever. But now it's not. And I watched on Quizy. Yes, I watched on Quizy that we have over 85 exercise you sent me. Mình đã có hơn 85 bài đúng không nhỉ? Tại vì cô có để deadline, cô có để hạn nộp bài tập, cho nên là những bạn nào mà làm sau ngày hôm thứ tư thì sẽ không truy cập vào link được nữa. Đó. Thì bây giờ mình chuẩn bị xem là bài làm các bạn như nào nhá. And we will continue with the story, Mr. Robbins, go to the town, okay? Bây giờ nhưng mà mình phải đợi các bạn nữa nha, mình đợi các bạn một chút nha. Đấy. Đây là lớp, à đây là lớp của cô Ngọc ạ. ID này bị sai. Hôm nay ID có một hôm nay ID có một chút thay đổi ạ. Cô khỏe không? Cô khỏe cậu hồi ôi. Cô đã rất cố gắng uống nhiều vitamin C và uống nước dừa, vậy là cô có thể nói hôm nay cô khá là khỏe. Khá thôi, không khỏe bằng những hôm trước học với các bạn. Tuy nhiên là hôm nay mình sẽ vẫn phải tiếp tục bài đúng không nhờ, và cô cũng muốn là chữa bài cho các bạn ở trên Quizy nữa. Lớp mình hay gặp trục trặc cho nên là cô sẽ cố gắng để lớp mình không bị gián đoạn buổi học nữa nha. Chào với con về lớp hỏi thăm cô nhá. Đây, cô phải xem cái Quizy của mình ở đâu ta. Từ trước chưa nộp bài không? Tại vì có rất nhiều bạn là các bạn hôm trước là quên mất không vào không nghỉ vào muộn ấy, xong cô khóa mất lớp rồi thế là không vào được nữa. Ok, và từ thời điểm này trở đi ai lại vẽ lên đây ta? Không được vẽ mày đâu nha. Cô lớp cô Ngọc à? Ngọc nè. Ừ, đây là lớp của Miss Ngọc ạ.
Hôm nay có một chút thay đổi về ID Zoom cho nên là có thể các bạn vẫn truy cập vào các bạn có lớp cô Thư vẫn truy cập vào ấy ạ. Không phải đâu thôi. Hay là tức là do thầy giáo nhắn nhầm ấy, thầy nhắn nhầm ID của cô Ngọc thành của cô Thư ấy. Bị nhầm như vậy các bạn mới vào nhầm đấy. À. À thế là hôm nay toàn là các bạn của lớp cô Tư à? Mọi người vào nhầm ID rồi. Lớp của để cô Tư thành ờ thế thì có phải là cô Tư đang dạy lớp rồi? Thì bây giờ từ bây giờ là bắt đầu là lớp này là lớp của cô Ngọc rồi. Cái ID này là sẽ sử dụng cho lớp của cô Ngọc và cô Thư thì sẽ thông báo sau bởi vì là lớp cô Thư là vào thứ 7. Oh, yesterday is Friday, you know? Yeah, today is Friday. Ôi, thế thì học sinh của cô hôm nay sẽ nhầm. Oh no, why? Ok, vậy thì mình phải thông báo một chút. Vậy thì mình phải thông báo một chút nha. Cô có thể cho con lớp cô Thư được không ạ? Ok, đợi một chút để cô sẽ liên lạc lại với cả bên các thầy nha. Cô khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Yeah, today I'm great, thank you. Hiện tại bây giờ là cô đang để ý là các bạn là toàn các bạn của lớp cô Thư thôi. À có cả Hiệp này. Ủa có cả học sinh của cô nữa. Bây giờ đang hơi lộn xộn lớp. Nó giống như việc là các con của cô Thư thì đang ngồi nhầm lớp đây. Đúng rồi, cô có thông báo một chút nhá là hiện tại bây giờ thì đã có một số sự thay đổi đúng không nhỉ? Có bạn Diệp Phúc Quân này, Diệp Phúc Quân ở Quân Phúc Đời thì đã có một số thay đổi trong ID Zoom. Ok, và mình nhớ lịch là 246 là lớp của cô Ngọc nhá. Ok. Và mình sẽ phải cập nhật thông tin liên tục. Và bây giờ cô sẽ xem nào, bạn nào lớp của cô Thư? Oh, thank you. Bạn nào đây? Con cô. Con lớp cô Thư rồi. Lớp cô Thư thì mình hôm nay không có lớp nhá. Lớp cô Thư thì hôm nay mình không có lớp nhá. Thì mình sang ngày mai nhá con nhá. Con lớp cô Thư. Bạn nào có lớp? Vâng, trường hôm nay khá là hữu hiếu. Ok, trường hôm nay khá là hữu hiếu. Thì bây giờ cô có thông báo là lớp của cô là cũng vẫn đúng lịch là 246. Của lớp của Thư là Good evening, teacher. Ok, great, thank you. Bạn nào lớp của cô Thư thì có thể ngồi xem hoặc là các bạn có thể đợi đến ngày mai để mình vào lớp nhá, được không nhỉ? Cô đã hết phải đi cách ly chưa? Cô không hề đi. Cô chỉ đi tiêm thôi. Ok, cô sẽ đợi. We will wait 3 minutes later. Okay, we will wait 3 minutes later. Mình sẽ đợi 3 phút nữa nha, tại vì là có sự gián đoạn trong Zoom, có sự thay đổi về ID Zoom cũng như là lớp học, vì vậy khá là bất tiện cho các bạn. Đó, em lớp cô Bảo Ngọc. Đúng rồi, Hiệp Phạm lớp cô Bảo Ngọc đi, đúng không nhỉ? Yeah, con lại là
Good evening nào đó nhá. Nếu mà bạn nào mà lớp của cô bảo học thì ở lại, còn nếu mà bạn nào mà lớp của cô Thư muốn học cùng các em để xem thì có thể xem, hoặc là các bạn có thể đợi đến ngày hôm sau để mình chuyển vào lớp của cô Thư nhá. Ok. Chào Taro. Who's there? Wow. Ai vậy? Hi teacher. Hi. Who's there? Okay, we just have 2 minutes left. Ôi Hàn, Hà An Nhi. We just have 2 minutes later. Okay, we just have 2 minutes later to prepare for the class. Mình còn 2 phút nữa nha. Bạn nào mà ở lớp cô Thư thì cô sẽ đính chính lại một lần nữa là lớp của cô Ngọc là 246. Đó thì có sự thay đổi về ID Zoom. Ok, đã có sự thay đổi về ID Zoom và các thầy sẽ cập nhật lại cho các con nha, không nhỉ? Rồi. Thì hôm nay là lớp của cô Ngọc, bạn nào là lớp của cô Ngọc thì mình ngồi lại. Còn bạn nào mà lớp của cô Thư muốn xem các bạn học như nào thì có thể ngồi lại xem các bạn học nè. Rồi là những bạn nào mà bận thì các bạn có thể... Mẹ ơi! Cô ơi! Ok. Để cô xem kiểm tra xem lớp của cô nào. Đúng rồi. Có rất nhiều bởi vì hôm rất ít khi mà phải có sự thay đổi ID như này. Rồi, are you ready for the class? Are you ready for the class? My students, are you ready for the class? If you're ready, say yes on the comment or use the icon. Raise your hands to let me know that you are ready for the class now. I missed you. Oh my God, I missed you, all student, because we missed some days, you know. Mình đã lỡ rất nhiều buổi học. Mình đã lỡ mất buổi hôm thứ tư tại vì cô bị sốt này. Đó, rồi là mình bị lỡ mất cái buổi hôm thứ sáu và hôm thứ tư tuần trước nữa. Tại vì là đó cô cũng ốm. Ok, và cũng dính cái việc là mình công bố giải Super Kid đúng không nhỉ? Thứ tư và thứ sáu ấy. Đó. Ôi hôm nay con... So, đúng rồi, bạn nào lớp Miss Ngọc nha. Ok, lớp Miss Ngọc hôm nay vẫn học bình thường nha. Các bạn ngồi ổn định chỗ ngồi này. Raise hand nha, cô đang kiểm tra nha. Có các bạn rất là ok. Peter có 2 anh em này. Trần Nguyên Khang với cả em này. Hoàng Tú Phương ngồi rồi này, Hoàng Tú Phương rất là tốt này. Hôm trước là cô kiểm tra kỹ năng là cũng ok rồi này. Ok, Hương Hà, Nguyễn ngồi rồi. Cao gì đây? Nguyễn Thảo mở cam cho cô nhá. Còn bạn này, bạn Diệu Anh. Diệu Anh is a new student or you are a student of Miss Thư? Diệu Anh là student của Miss Thư đúng không? Không ạ. À, thế Diệu Anh ở lớp mới đúng không? Con có thể comment cho cô nhá. Yes. Ok, tại vì lần đầu cô thấy Diệu Anh này, con rất yêu. À, ok, thế thì hôm nay cô xem Diệu Anh như nào ta, để cô xem nhá. I love you, Miss Ngọc. Yeah, thank you. Rồi, lớp mình nhá, mặc dù mình đang có sự thay đổi của ID Zoom và có nhiều bạn sẽ lỡ buổi ngày hôm nay, nhưng cô sẽ đính chính nhá, là lớp mình là 246, đã có sự thay đổi về ID Zoom lớp học. Vì vậy các bạn hãy nhờ bố mẹ cũng như là nói cho các bạn khác là mình đã có sự thay đổi ID Zoom đâu nhỉ, để buổi sau là buổi thứ hai mình sẽ không bị lỡ nữa. Ok, và các bạn luôn luôn phải cập nhật thông tin ở trên Zalo nhá, luôn luôn phải cập nhật thông tin trên Zalo nhá. Hoặc nếu bạn nào mà không có Zalo thì các bạn phải nhờ bố mẹ xem thông tin hàng ngày nhá. Ok, let's start with the lesson today. We will check on the quiz. Quiz, cô thấy con gửi chưa cô? Yes, mình có bài rồi. Bây giờ mình sẽ xem bảng xếp hạng nhá. Mình sẽ xem bảng xếp hạng nhá. Để cô sẽ tìm nào.
Hôm trước là có những bạn mà nào bây giờ share nào. Sao lại là nó về? Yes, of course. Okay. Có bạn nào đang mở mic thì bạn có thể tắt mic được không? Yes. Là lớp em hả? Yeah. À thế à? Yeah. Đây cô sẽ phải tắt mic nha, mute audio nha. Ok, các bạn sẽ không mở mic cho cô đâu nha. So, look at the screen now. Look at the screen, you know. You know, we have so many participants here. The first, Nhật Huy. Okay, the first, Nhật Huy. I'm so surprised. Yeah, surprised about Nhật Huy. So, are you here, Nhật Huy? Hôm nay có Nhật Huy không? Hôm nay có Nhật Huy ở trên này không? Cô thấy rất là ấn tượng với bài làm của học của Nhật Huy nhá. Có 97 bạn. Yeah, we have a 97 students who sent me this. Có 97 bạn đã nộp bài tập cho cô. Yes. Và có bạn Nhật Huy rất ấn tượng. Bạn ấy làm đúng tất cả 34 câu và đạt số điểm tối đa trong thời gian nhanh nhất. Yes. Và bạn thứ hai là bạn gì đó để tên nhưng mà cô không biết tên cho nên là cô sẽ rất là khó để có thể là tích điểm cho bạn ở trên phần điểm danh của lớp. Ok, rất là khó cho nên các bạn nhớ để tên của mình nhá. Như Trần Duy Phong này làm rất tốt này, Nguyễn Thúy An này, Yuri này, yes, Bảo Châu này, Đinh Hoàng Bảo, Hằng này, Hiệp này, đấy, Thái Thịnh này, Ngọc Anh này, Hà Bình An này, Minh Quân, Phạm Khánh Hà này. Đó, các bạn này. You know, yes, look at this now. Đối với những bạn mà mình đang chưa biết là tại sao mình lại sai, tại sao mình lại đúng. Thì hôm nay cô sẽ chữa bài cho các bạn nha. Ok, Are you ready? If you are ready, say yes on the comment for me to let me know that you are ready. Mình sẽ chữa bài nhá. Yes, Ngọc Khê say yes. Hiếu say yes, Hiếu S, yes, O's. Yes, Kim Ngân say yes. Phúc Lâm, yes. Nguyên Thảo, yes. So, let's check the exercise now. Mình chuẩn bị nhá. View quiz. Cô sẽ... Mình phải tắt chat đi nè. Okay, maybe my internet is not good. Diệu Anh bạn nào đây? Các bạn đợi cô một chút nha. Tại vì mạng hơi yếu. Đây, đúng không? Có bạn sai bạn đúng này, những cái câu mà đỏ này là câu sai này. Yes, câu sai này. Đấy, những câu sai này, những bạn này đăng nhập là chắc không vào được này.
Ô sao nó chưa vào được nhỉ? Okay, maybe it's can't. Okay, it's cannot. Thì mình sẽ view flashcard nhé. Oh, thank you, Diệu Anh. Thank you so much. Okay, maybe my internet is not good. Trời, lần nào cô muốn cho các bạn chơi game, cô cũng rất là phải cân nhắc, tại vì là đường truyền mạng của Zoom thì lúc nào cũng khiến cô rất rất là phải kiên nhẫn. Right? Rèn luyện tiếng cân nhẫn ư? Okay. Trong bài, yes, we have this question is what is this? And little screen, we know that is the kitten. Yeah, kitten, you know, kitten. It's the first question. And the next question, we look at the screen now and we have a sofa here, right? A room that we have sofa, a big table, maybe the place we will use for watching TV or you use this for some drinking. Yeah, mình dùng để cái phòng này để làm gì nhỉ? Tiếp khách này hay là thế nào nhỉ? Mình còn dùng để dùng đồ uống nữa, rồi đọc sách, yeah, reading. Yeah, this is a living room. Yeah, a living room, you know. Yeah, and it sounds interesting when we look at this picture, you know. When you look at this picture, we see a big table with many, many chairs here. And this is the place you can cook, right? This is the place you can cook. And you can guess that it's the dining room. Yeah, một cái bàn lớn nhiều ghế dùng để ăn uống. Và bên cạnh đó là bạn cũng có thể có một cái bếp ở bên cạnh đấy. Thì cả cái phòng này nó gọi là dining room. Yeah, dining room. Okay, it's easy for you. And look at this picture. When you look at the picture, you see that, wow, it's a green place. And when we sit down, you can see the grass, you can see the tree, you can see the flower. And this is a garden, right? This is a garden. Ôi. And to move to the next level today, mà để có thể mình học được nhiều hơn đúng không nhỉ? Mình hôm trước là mình đã học về các phòng này, các khu vực của nhà này, rồi là một số các cái hành động trong ngày nữa, activities, các cái số cái hoạt động ở trong ngày như là đánh răng, rửa mặt thì mình đã đều học rồi. Thì hôm nay nhá, cô sẽ dạy cho các bạn một số các bài mới, các từ mới và một số các cấu trúc câu mới, được chưa? Ok. Và hôm nay mình sẽ học gì ta? Bạn Diệu Anh đang được thế nào nhỉ? Hình. Cô sẽ mở chat lên. À, không mở chat. Ok. Well, look at this.
Okay, look at this picture. We will have 1, 2, 3, 4. Okay, we have the 4 shapes here. Mình có 4 hình dạng ở đây, you know. We have 4 shapes here. We have 4 shapes here. Yes, yes, we have 4. Of course. So, look at the pictures. Yeah, you need to look at the picture now. Listen and say. Cô sẽ cho các bạn nghe radio và biết xem là đây là các hình gì trong tiếng Anh nhá. Okay, let's start it. So, before you start. Now, trước khi bắt đầu thì lớp mình thường thường phải như nào nhỉ? Use the pencil. Yeah, use the pencil. Where is your pencil? Đâu? Pencil các bạn đâu rồi? Yes, of course. Pen or pencil. Chuẩn bị cầm chiếc bút và chỉ vào màn hình nhá. Cầm chiếc bút và chỉ vào màn hình. Và nhớ là phải read out loud. Okay, read out loud. Nhớ nha, không được quên việc đọc đâu, nghe chưa? Okay, read out loud. Let's start it. Listen first. Listen first. Page 60. Activity 14. Look. Listen and say. 1. Square. 2. Circle. 3. Triangle. 4. Rectangle. Okay. Okay, other class, you know, the first, look at the first picture. Look at the first picture and point to this. Okay, we have square. Okay, one more time, look at my mouth now. Các bạn nhìn vào màn hình nha, và có màn hình của cô đang nói đúng nhỉ? Mình sẽ luyện nào. 3, 2, 1, square. Okay, one more time, square. Hình vuông. Okay, square. Đâu cô xem cả lớp đọc nào. I will. Được Phúc Lâm 6 tuổi. Yes. Hello. Can you turn on the mic, please? Okay, hello. Hello. Yes, can you hear me? Can you hear me clearly? Yes. Okay, great. So, I don't know your full name. What exactly your full name? What? Your name. My full name is Trần Bảo Ngọc. And how about you, Quân? Tên đầy đủ của con nè. Full name. I don't know. Yeah, so your mom, can you help me? Mẹ có thể giúp cô được không? Tên của con đầy đủ là gì? Ôi, tên của con là Diệp Phúc Quân ạ. À, Diệp Phúc Quân họ Diệp ạ. Em thấy cũng rất là lạ, a little bit strange today. So, Diệp Phúc Quân, can you read out loud for all the class about this word? Please? Yes. Okay, what is this? Where? Wait, no, baby. Okay, listen. We have sound S. Okay, S. Square. Không phải quest. Yeah, it's not quest. Nào, con đọc từng âm nhỉ? Các bạn luyện nhá. Các bạn luyện âm này. Square. Giống như kiểu, đúng rồi, giống như con rắn ấy. Oh, okay. Square. Không phải square. Nào, với một bạn khác giúp cô nào. Bạn nào có thể đọc, tự tin đọc rõ, đúng từ này nào. Okay, who can? Yeah, I see Trần Nguyên Khang. Okay, Trần Nguyên Khang, right? Hello, Trần Nguyên Khang. Hello, Minh Ngọc. Yes, hello, Trần Nguyên Khang. So,
Trần Nguyên Khang, can you read out loud these words for me in the right way, please? Square. Okay, square. Square. Oh, great. Now, cô sẽ tạm thời tờ stop share ở đây và các bạn sẽ nhìn trực tiếp khẩu hình miệng của cô nha và các bạn sẽ luyện tập nha. Ok. Cô biết là bạn nào cũng sẽ rất khó khăn trong việc phát âm. Yeah. Một số bạn mà học khá rồi thì các bạn có khả năng thẩm âm rất là tốt. Tuy nhiên là đa số là các bạn sẽ rất khó để phát âm đúng không nhỉ? Vì vậy, từ đầu tiên cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Âm S. Ok, cả lớp luyện theo nào. Mình sẽ nghe răng đúng không? Mình sẽ nghe răng như cô Ngọc đây. Like Miss Ngọc Cat. Ok. Square. Square. Yeah, that's different. Yeah, mình khi mà mình dùng đúng khẩu hình miệng, các âm của các con nó sẽ hoàn toàn khác, đúng không? Sẽ hoàn toàn khác. Cô tạm thời tắt chat đi nhá. Yeah, square. Now, square. Square. Hình vuông đúng không? Hình vuông. Yeah, square. Square. Ok, bây giờ nhiệm vụ của các con. Let's show me an object in square. Hãy cho cô một đồ vật hình vuông nào. Quickly, we just have 20 seconds. Bây giờ chỉ có 20 giây để cho các con đi tìm một vật hình vuông. Show me, let me see. Ok, quick. Move. Ok, you move to. Yeah, move and send me and give me a square object. Okay, Julia sent me a box. Julia sent me a box. Hoàng Tú Phương đúng không? Yes, this is a box. Okay, Nguyễn Ngọc Diệp sent me what? Okay, I need to pick it. What is this, baby? What is this? What is this? Okay, what is this? I see that it's not square. It's not square. You know. Okay, can you turn on the mic? Can you turn on the mic, please? Con thử mở mic nào. Cô bập nào. Ask to unmute. Nào con mở mic nào. Mình thấy có cái lọ chống cái hộp chống nắng hay là cái hộp gì, hộp thuốc hay là hộp gì đây. Nào, cô mở, con mở mic nhá. No. Ôi con có cái bầm hay quá trời ơi. Không sao chắc cô Ngọc phải mua một cái. Nào, okay, can you hear me? Con thử nói một câu nào. Yes, okay. Can you show me the square? Yeah, square. Cái gì đây? What is this? What is this, baby? I see. Cái gì đây con? What is this? Dạ. Cái này là cái gì? Cái dương da. Okay, you have an object in square. Nào bây giờ có bạn nào đây? Cô sẽ thử pin một bạn nữa nha. Thank you. Nào xem một bạn nào đây. Sao cái gì đây? Oh my God. Peter, what is this? Peter. Okay. Oh, Harry mà. Harry and Peter đây. Harry đúng không? Oh, đây là Harry mà. Okay, is that you, Harry? Harry, mở mic nào. Is that you? Yes. Oh my God, yes. Look at this. Oh, yeah, I recognize. Oh, yeah. My girl says that it's a square. Square là cái hình nó vuông tròn, vuông đấy con, vuông. Cái này có phải vuông không? Nào, bây giờ chứng minh cho con tại sao nó vuông. Tại sao cái chart này lại vuông? No, Peter và Harry nào. Harry và Peter nói cho cô biết nào, tại sao nó hình vuông. Cả lớp có thấy vuông không? Có vuông không? Hay là vội quá 20 giây tìm được cái tạm trông cũng là hình vuông. Trông square. Ok, nào bây giờ cô thử xem nào. Nguyên Thảo có gì nào? Nguyên Thảo, yes, Nguyên Thảo have a book, right? You got a comic? Yes, I see that is square now. So, Nguyễn Thảo, can you show me something? Can you talk to me something about your square? What is this? What exactly is this? This is a box. Box? What?
box or book. Stick. Sticker. Yeah, you have a sticker to show me. Can you open it? Oh my God. Looks so beautiful, baby. Yeah, what is this? What is it about? Like a flashcard? Now, Peter có cái sạc và bạn này có một cái flashcard, right? This sticker. Yeah, sticker, not flashcard. Yeah, thank you. Nào, bây giờ cô sẽ tìm xem nào, có những bạn khác nào show ở bạn nào đây. Minh An có square cho cô không? Đâu, where's your square? Đâu, Minh An chưa tìm được. Nào, Kim Ngọc đang cầm một cái gì? Kim Ngọc đâu ấy nhở? Đâu rồi? Cô thấy các bạn đang cầm rất là đầy đủ nhưng mà có bạn hình như là không cầm được cái hình square đâu. Có bạn, ôi lên Xuân An, bây giờ mình cho Xuân An lên sóng nào. Xuân An, what is this baby? What is this baby? Can you show me this? Can you show me this? No. This a clock. Yeah, it's a clock. Now, so Peter has a chart, right? Nguyên Thảo has a stick. And Lesson An has a clock. And Tuyết Mi sao? Tuyết Mi sao? Okay, Tuyết Mi, what do you have today? Tuyết Mi. Cô giáo gọi con là con cầm cái. Tuyết Mi, what is it? This my photo album. Photo album. Can you show us some of your pictures and photos on it, into it? Oh my God, it's so old school. Yeah, thank you. Yeah, look at this. Các bạn rất là nhanh, các bạn rất là nhanh, các bạn rất là nhanh, đều đã có những cái square của mình, đúng không? Rất là tốt. Mà chỉ trong 20 giây đồng Lương Hà An đang có cái gì ấy? A cup. Lương Hà An có một cái rất là hay. Lương Hà An có một cái hay. Mình cho Lương Hà An lên nào. Ok, trời ơi. 20 giây bạn đã tìm được một cái square rất là hay nào. Can you show me, Hà An? Rubik. Yeah, it's a Rubik. Okay. So can you show it on the screen, into the screen now? Okay, put it on the screen. Oh my God, it's 3-3, right? Đây là Rubik 3x3 nào, tốt lắm. Bây giờ tiếp tục nha, thử thách của chúng mình nào, không chỉ dừng lại ở từ square đâu, cả lớp nha. Không chỉ dừng lại từ square đâu và các bạn chuẩn bị tiếp tục là phải nhấc đôi mông lên này. Ok. Square, yeah, remember that. Square, ok. Lại một lần nữa vào lớp học. 3, 2, 1. Square. Yeah, great. Now mình đọc nhanh hơn một chút. Square. Yeah, tốt lắm. Rồi, thank you so much. Các bạn nhớ nha, mình phải rất chú ý về khẩu hình miệng nha. Học lớp cô Ngọc thì rất là đâu rồi. Hiệp Phạm như là cô lại nhìn thấy đang cầm cái square gì hay lắm ý. Đang cầm cái xanh xanh gì ý. À, rồi, ôi rồi. Lego, right? Lego hả? Đúng rồi, đó nên Lego cái này là xếp hình hả? Yeah. No. Thế bây giờ tạm cất mấy cái square đi nhá. Rồi cả lớp cất mấy square nào, hạ mấy cái square xuống. Ok, hạ mấy cái square của mình xuống. Mình tiếp tục là đến cái này nào, mình nào. Circle. Ok. 3, 2, 1. Go, circle, right. Find something. Lần này hãy tìm cho cô hai vật. Lần này sẽ tìm cho cô hai vật. Two objects in circle. Ôi rồi Hiệp. Oh my God, Hiệp có rồi này. Nó Hiệp có rồi, tìm nữa cho xem Hiệp có cái gì đây. Now, so find. Okay, let's find for me two objects in circle. Lương Hà An đã có một cái vật. Hai cơ, two objects. Two of these, please. Ôi, Nguyên Thảo, Tuyết Mi, ồ chà, ôi, Nguyễn Ngọc Diệp. Ôi, các bạn nhanh thế, Hoàng Ngân có bạn gì đây, có bạn mực, bạn này, bạn có phải sơ cố ông Diệu Anh này, Linda này, Minh Khang hình như có quận băng dính à? Ngọc Khuê, ồ chà, Diệp Phúc Lâm, hai vật nhá, mới có một vật thôi, bạn Phương Hạnh đã có hai vật rồi, một là cái nắp bình, hai là cái gì ấy. Ok, Ngọc Khuê mới có một vật.
Minh Khang mới có cái cuộn băng dính thôi. Diệp Phúc Lâm mới có một cuộn băng dính. Trời ơi, khích khích khích. Rồi, tốt lắm nào. Bây giờ mình sẽ ha, cô rất tò mò về cái cổ bạn Hiệp cơ. Hiệp đang cầm cái gì ấy mà cô đang chưa tìm thấy Hiệp đâu. Chưa đang nhìn thấy Hiệp đâu. Where's my Hiệp? Hiệp ask to unmute. Okay. Hiệp Phạm, yes, okay, can you show me? Yeah, bây giờ cô sẽ gọi tiếp một bạn nữa nào. Đây là có cả nhà này. Đâu nhỉ? Ôi trời, Hiệp đâu nhỉ? Hiệp thử nói một câu ra nào để cho nó hiện lên nào. Yeah, bây giờ cô sẽ pin Hiệp nha. Đúng rồi, bây giờ cô sẽ pin cái của Hiệp lên nào. Hiệp show cho cô nào. Hiệp show cho cô nào, cái gì đây? Đây cái cúc ạ. Yeah, a button. Yeah, a button. Thế còn cái tiếp theo đâu? What's next? What this? Cái nắp chai. Cái nắp chai, ok. Rồi, tiếp tục nha, để cô xem nào. Tôi kiếm cái gì sáng tạo hơn. Nhưng bây giờ cô thấy gì đây? What this? Còn bút chì ạ. Ok, còn bút chì hôm trước học rồi nha, lại quên từ tiếng Anh rồi đúng không? Nào, bây giờ cô sẽ random. No. Pencil sharpener. So great, my student. Rồi, làm sao mà có thể quên được đúng không? Rồi, tiếp tục nhá. Hiệp Phạm này chuẩn bị cùng theo cô xem Hoài An nó có cái gì nhá. Hoài An là có gì nào, cô pin lên đây nào. Hoài An, ôi trời ơi. Nhìn, look at this. Đây là một hiệp hội. Đây là có sự support của cả mẹ đúng không? Yes, now, so can you show me? We have four objects here. Mình có một lọ serum đúng không? Mình đây là mẹ hay là đây là bạn đây? Mẹ đúng không? Rồi mẹ có một quần quần giấy. We have a roll, paper roll. Ok, và lọ dưỡng tóc đúng không? Hay là hai mẹ con chuẩn bị để đắp mặt nạ xong rồi bây giờ là tiện là lấy cái bát đắp mặt nạ của mẹ đây đúng không? Ui giời, đúng rồi, cái circle đấy đúng rồi, trời. Nào Hoài An, cô sẽ mở mic cho Hoài An nhá. Đâu Hoài An, đâu ta? Ask to unmute. Ok, Hoài An. Hello? Ask to unmute, cô bấm nào. Ok, darling, can you hear me? Yes, okay. You hold on a circle object. Okay, bây giờ con cầm một vật hình tròn lên nào. You hold on. Hold an object. Okay, hold an object. Yes. And speak out loud. Cả lớp nào cùng luyện theo bạn nào. Con nói to cái từ cái hình dạng của cái vật này xem nào. Okay, what this? Circle. Circle. Now, read out loud. Circle. Rồi, tuyệt vời. Bây giờ có cái này giống kiểu cái gì là cái loa ấy. Circle. Right. Bây giờ cô sẽ có một bạn nữa là Tuyết My đâu? Tuyết My đâu? Tuyết My cô vừa mới thấy mà. Tuyết My đâu nhỉ? Yeah, Tuyết My có cái gì xinh lắm. Trời cứ bảo thế. Ui, bây giờ có bạn Tuyết My này, Hoài An chuẩn bị xem Tuyết My có cái gì đặc sắc này. Nào, ôi trời ơi. Xem nào, what this? Tuyết My mở mic nào. Oh my god, cái này là dư chấn của Trung Thu đúng không? Vẫn còn từ đợt Trung Thu, right? Ok, cả lớp nào, cả lớp cùng đọc theo các bạn nhá. Các bạn đọc to nào, các bạn đọc to làm mẫu cho cả lớp nào. Can you tweet me? Tweet me nào, đọc to cho cô nào. Circle. Yes. Nào, đọc một lần nữa nào. One more time. Circle. Great. Và cô rất là ấn tượng với cái trống nha. Tuyệt vời đây, cái drum này hay đấy. Ok, thank you. Rồi, thử thách với đồ circle, yeah. Chút nữa còn cho các bạn luyện nói cơ. Bạn mà không nói mà kiểu không nói chuẩn ấy.
phát âm không chuẩn nên máy nó không ghi được, nó không hiện ra từ. Đấy, cái trò đấy mới hay, còn cái này vẫn dễ lắm. Cái này nó vẫn dễ lắm các con ạ. It's easy. Yeah. Rồi mình đã có circle rồi, và chuẩn bị là cái này khó hơn này. Try. Nào, bây giờ nào. Mouse đâu? Nào, chuẩn bị nhá. 2. 3. Triangle. Bây giờ nhá, nghiêm cấm các hành vi xé vỏ. Nghiêm cấm các hành động xé vỏ, xé giấy ra hình tam giác. Find an triangle object. Ôi, Hiệp Phạm đã bay đi đâu mất rồi? Đã chạy đi mất rồi. Ôi. Đã tìm được rồi, thật sự luôn ạ. Nào, bây giờ triangle đâu các bạn, cả lớp đâu, triangle đâu rồi? Quick, triangle, where's triangle? Các bạn trên lên sim đâu, đã cầm được cái triangle trên tay chưa? Ui, Tú, cái gì đây, Julia có cái gì đây? Julia có cái mái nhà, có cái đấy, đã bảo nghiêm cấm các hành động xé vỏ. Nghiêm cấm hành động xé giấy. Rồi thôi, coi như là à, có cái mũ. Yeah, bây giờ nhìn Hoàng Tú Phương này, Hoàng Tú Phương có cái này hay lắm các bạn, nhìn này. Ấy, ôi dồi ôi, được nhở, đâu nhở, Hoàng Tú Phương cho cô xem nào. Astronaut, ok. What this baby? What this? Here? Yes. Ok, what this? This is my home and my sitter. Ok, how long have you made it? Con làm cái đó trong bao lâu? How long? À, trong tầm một vài phút cô ạ. Một vài phút xong cái mô hình. Ow. Who yes. Can believe thầy it? Con làm từ bìa cứng mà nó rất là dễ. Ok, nó rất là dễ đúng không? Hôm sau quay video xong thì hướng dẫn các bạn làm mô hình nhá. Ok. Nhưng mà con hết ngày rồi. Cái hộp nhau biết làm. Không biết làm. Rồi, tiếp tục nào. Thế đằng sau cái ngôi nhà mô hình đấy con có cái gì đấy? Happy birthday. Yeah, unhappy hat. Hình như Tuyết My hình như có một cái gọi là angry bird thì phải. Tuyết My có cái mũ angry bird này. Ui, đụng hàng luôn này. Các bạn ơi, đụng hàng. Ok, nhìn. Ôi, rồi Tuyết My chào Julia cái nào. Đấy, hai bạn nha. Rồi, này, cả lớp ơi, cô nói chút này. Hay là lớp mình sắp tới, mình sẽ chia nhóm lớp ra được không nhỉ? Giống như kiểu là mình sẽ có những bạn mới và mình chia nhóm ra để có thể là mình học chung và mình thi chung ấy. Các con nghĩ nào? No, I don't like. Chị không nghĩ được cái chứ nhỉ? Mình sẽ hoạt động theo nhóm chứ mình còn có cuộc thi ấy. Bởi vì sắp tới nha, cô bật mí một chút thôi là sẽ có cuộc thi theo nhóm. Giải thưởng sẽ rất là to. Bích. Yeah, cả lớp nha. Cô thấy này, đã có Tuyết My và Julia đấy, có cái mũ về, cô xem bạn nào có cái mũ không nào? Có cái mũ không nhỉ? Kim Ngọc là có giấy. Hà An Nguyên có mũ không con? Lương Hà An Nguyên có mũ không? Có mũ không? Chạy ra lấy xem nào. Anh Khoa có mũ không? Thái Thịnh có mũ không? Đâu rồi, Trần Thành Duy, Thành Duy có cái background đẹp quá nhưng không thấy mũ nào. Vũ Phương Nhi có cái compa. Dương Đức Minh có cái gì ấy? Có cái vé xe cái gì ấy? Phải mở ra xem nào. Pin lên rồi nào. Cái gì đấy con? Cái gì? What is this baby? What is this baby? Baby. Dương Đức Minh. Con mở mic nào. Thế các bạn nhìn Đức Minh có cái gì hay lắm ấy. Đức Minh. Dạ, cô là con từ xếp hình tam giác ấy. Vừa mới bảo, vừa lật trong lớp, lật vừa bảo rồi, nghiêm cấm các hành động xé vỏ, gấp giấy, đúng không? Mình phải như các bạn. Phải là ghép giấy con lấy một con. Bày. Đây là vé. Gọi là ghép giấy chứ không phải là xé giấy, đúng không? Rồi, công nhận nha, thông minh nha. Ok, rồi, các bạn có công nhận không? Các bạn có công nhận cái triangle của Dương Đức Minh không? Rồi, like,
Mít ơi, đấy luôn hả, like rồi, Vũ Phương Nhi cũng like rồi, nhưng mà cái này là hơi tếu ấy nha. Tự nhiên mình góp cái này, thứ nhất với bạn mà xong thì góp hình vuông, hình chữ nhật đều được à, thế thì thử thách không được đâu nha. Rồi, xem nào, còn bạn nào không, có bạn cùi đèn ông sao đây, bạn nào đây, đây là triangle. Đâu, mình để thử xem bạn này, bạn ấy giải thích như nào nhá. Nguyễn Minh Hà. Ok, Nguyễn Minh Hà. Nguyễn Minh Hà, can you turn on the mic, please? Yes. Ok, hello. Yeah, Nguyễn Minh Hà, show me a star. Yeah, đây là đèn ông sao, đúng không? Đèn ông sao vẫn là những vật dụng rất là quen thuộc từ cái thời mình đang thi Super Kids the Moonlight, right? Thi trung thu và có cô Thỏ Ngọc chấm bài. Nguyễn Hà, ok, how many triangles here? How many triangles here? Can you count? Có bao nhiêu hình tam giác ở đây con? Angry Bird của Tiếp Nhi đẹp quá. Five triangle, right? Triangles. Ok, nào cả lớp nào con đọc to nào, Nguyễn Minh Hà nào, đọc to cho cả lớp. Từ này thật rõ, thật to nha, thật đúng nha. Ok, 3, 2, 1. There are five triangles. Yeah, triangle. Triangle. Rồi tiếp tục nào, bây giờ cô sẽ để đồng thanh nào, cô bây giờ là Tuyết My được đọc nào. Hôm nay Tuyết My có nhiều đồ quá, lại áp pin hai lần. Tuyết My có nhiều đồ hay quá. Tuyết My. Yes. Okay, can you read out loud this word? Can you read out loud this word for me, please? Triangle. Great girl. Okay. Good job. Hiệp đâu nhỉ? Hiệp đồ đạc đâu rồi? Hiệp là hay tìm trước đồ lắm. Đấy. Đâu, Diệp Phúc Quân là bây giờ cô kiểm tra nào, Khuê nào. Phí Kim Ngân. Ôi giời, Kim Ngân nhiều triangle lắm. Ôi các bạn làm sao mà đọ được với Kim Ngân đây? Ôi giời, bây giờ làm sao mà đọ được với Kim Ngân? Nhìn này. Không được. Trời. Đâu, stop share đây nhìn này. Đây Kim đâu xem nào. Đâu xem nào. Đây đây, Hiệp nào, Hiệp bây giờ Hiệp bảo là Hiệp có nhiều triangle đúng không? Hiệp đâu đem cho cô xem nào, bây giờ so với Kim Ngân. Kim Ngân nhiều lắm. Đâu Kim Ngân nhiều lắm. Ui dồi ôi. Có cả cái cái này là cái puppet đúng không? Đúng không Ngân? Cái puppet, cái stick puppet mà đợt trước cô dạy ấy. Đâu mở mic con. Ôi đúng rồi. Cái bài mà ngày xưa mà cô giao là các bạn hãy làm một con rối đúng không? Có cái que ở dưới nhờ. Hôm đấy mình xem video của hai bạn, hai chị em ý. Đấy, và bạn Kim Ngân đã làm một stick puppet rất là đẹp. Thế mà hôm trước không thấy gửi bài cho cô. Cái này cô nhìn lạ thế. Thế sao gửi bài đầy đủ nha. Rồi, thank you cả lớp. Nào, mình tiếp tục nào. Từ cuối cùng. Nhớ là đọc nha. Đầu tiên mình có từ square, ok. We have square. Okay, we have circle. We have triangle. And the last thing we have today is what is that? Yeah, right. Now, rectangle. Rectangle. Okay, rectangle. So, ui trời ơi, vẫn rất đúng luật. Nghiệp Phạm cầm ngay quyển book. Đưa lên mặt cho cô và một tờ A4 và bảo đây là rectangle. Thế còn các bạn khác thì sao? Show me. Diệp Phúc Quân đã chạy ra lấy đồ rồi. Nguyễn Trần Nguyên Phan sẵn sàng. Nào bây giờ ngoài vở ra còn cái gì nữa không? Đem ra đây xem nào. Can you show me cả lớp? Đâu có stop share, có nhìn cả lớp một loạt nào. Ok. Uyên Minh Ngọc đâu rồi? Uyên Ngọc chạy đâu mất rồi? Bạn số 1 này bạn tên gì đây? Cô ask xem nào. Add pin này bạn tên gì đây? À, hello. Yes. I don't know your name, so can you tell me your name, please?
Đó, các bạn là trong lúc đang hỏi bài, bạn đi đi lấy ngay đồ. Wow, anh Khoa có cái gì hay quá. Nào, hello, can you hear me? Con nghe được cô nói không? Số 1. Nhưng mà cô không biết tên của con, so what's your name? What's your name? Oh, you show me some rectangles. Now, what's your name, baby? Baby, what's your name? Oh, you cannot speak. Con có nói không? Con tên gì? Con tên gì thế? Thế nhá, lần sau khi học thì nhớ để tên cho cô nhá. Bạn ấy có show rất nhiều rectangle cho cô này. Thế còn Nguyên An Nhiên, sao An Nhiên đang đứng? An Nhiên đang đứng không? An Nhiên đâu? An Nhiên đâu rồi? Hồi An Nhiên. Anh Khoa. Ok, anh Khoa. Chà, gì đây? Gì đây ta? What this? Oh, maybe something is so strange for me. Cô không biết đây là cái gì, cái này để làm gì nhỉ? What this, anh Khoa? Cô cho các bạn biết nào. Vũ Phương Nhi đây này, cô cho xem. Phương Nhi nào. Đấy, Phương Nhi có đồ này. Nguyễn Khổ Ánh cái gì đây? Nguyễn Khổ Ánh Dương. Ánh Dương đâu? Cho cô xem rectangle của con nào. Đấy, Đinh Xuân Hiếu này. Xịn chưa? Đấy, strawberry. Úi dồi, hiền của cô. Có cái gì? Cái này đồ chơi. Rồi, đồ chơi. Hồ Ánh Dương có cái gì? Đâu rồi? Đinh Xuân Hiếu này. Rồi, ui các bạn. Bây giờ đang là một cuộc thi. Bây giờ anh Khoa đang chỉ có một rectangle thôi. Nhưng mà Vũ Phương Nhi thì đang chiếm trọn số điểm là 3 rectangle các bạn. Strawberry bây giờ Hiền mới chỉ có một cuốn lịch thôi, Hiền ơi. Bây giờ con mới có 3 một cuốn lịch rectangle thôi. Yeah, mấy rectangle. Bây giờ Đinh Xuân Hiếu đang có 2 vật rectangle. Là bạn nào đây? Vũ Phương Nhi hôm nay là một quán quân luôn. Bạn ấy tìm nhiều đồ lắm, nhanh lắm, chạy nhanh lắm. Ủa ơi, Đinh Xuân Hiếu không được. Nhi ạ. Nhi ơi, Đinh Xuân Hiếu đã cầm ra 3 vật rồi bạn ơi. Đinh Xuân Hiếu đã cầm ra 3 vật rồi. Rectangle đây này. Nguyễn Hồ Ánh Dương có một vật rất là lạ. Nguyễn Hồ Ánh Dương bảo là em đang có 1 2 3 4 5 đấy, 5 cái 5 cái rectangle nhỏ trên một cái mảng. Ui. Rồi hay lắm. Thế thì ai chơi? Không ai chơi được với bạn. Right. Ok. Nào bây giờ cô remove phim và mình sẽ tổng kết lại 4 cái hình đấy nha. Để mình chuẩn bị làm bài tập này. Ok. Ok, look at the screen now. We have square, circle, triangle and rectangle. Okay, so let's move to the exercise now. Bây giờ mình sẽ phải làm bài tập nha. Okay. Yeah. Look at the picture. Listen and then write the number. Okay. Mình sẽ nhìn vào bài đúng không? Mình nghe xem là nó đang chỉ bức tranh nào nhá. Cả lớp sẵn sàng chưa? Cô bắt đầu mở chat này. Cô bắt đầu mở chat nha. Chuẩn bị làm bài tập nha. Okay. Lắng nghe. Page 60. Activity 15. Look and listen. Write the number. 1. This picture has circles and squares. 2. This picture has triangles. 3. This picture has squares and rectangles. Okay. Can you have the answer now? Can you have the answer now? Nào các bạn có đáp án chưa nhỉ? Bây giờ đánh thứ tự nhá. Từ bức tranh này đến bức tranh này nào. Đánh thứ tự nào. Từ đây ra đây thì thứ tự là gì ta? Là gì vậy?
Can you now listen again? Page 60, activity 15. Look and listen. Write the number. 1. This picture has circles and squares. Okay, when you listen, we heard that this picture has circle and square. Okay, which picture? Which picture? Bức tranh nào trong này? Nào, ui dồi ôi, comment, ui. Vẫn phân vân lắm. Vẫn rất là phân vân. Ui dồi, nhưng mà bây giờ các bạn đã comment rất nhiều rồi, không hề phân vân đúng không? Không hề phân vân, chính xác các bạn. Chính là picture 2. Chà, làm sao mà làm khó được học sinh của mình. Nào, picture 2, tuyệt vời. Ok, chuẩn bị lắng tai nghe này. Thế mà vẫn nhận ra được. Ai thật đấy. 2. This picture has triangles. This picture has triangles. This picture has triangles. Ôi dồi ôi, thế là tốc độ làm bài còn nhanh hơn cả tốc độ đọc của cô đúng không? Rồi các bạn đều comment rất nhanh, rất đầy đủ, rất là hỗn chiến. Đều là thống nhất cả lớp, đồng thanh là đáp án 3, ok. 3. Chết rồi, thế thì cô lại phải đánh lại rồi các con ạ. Cô nhầm. Cái này phải đánh như này này. Đấy. Đấy, đúng không? Đúng theo thứ tự chưa? Rồi, ok. Và cuối cùng. 3. This picture has squares and rectangles. Yeah, this picture has square and rectangle. Yeah, square and rectangle. Đúng không? Có hình vuông và hình chữ nhật ở đây, right? Và các bạn sẽ đánh đây là 3. Ok, cả lớp rất là giỏi. Đây là bài mới chớm thôi. Lúc ra bài tập thì nha, làm bài tập đấy, khó hơn nhiều đấy, cho nên phải tập trung vào. Nghe không? Yeah, cả lớp rất chuẩn. Ok. Cái này là bài về nhà rồi, chút cô giao. Đây là bài đọc. Ok. Start. Yeah. Ok. And now, you know, and now is the end of the class. Hôm nay thì mình có vẻ hơi mất thời gian, đúng không nhỉ? Mình hơi mất thời gian chút vì việc là có thay đổi lớp học, đúng không cả lớp? Ừ. Và hôm nay cô tổng kết lại nha, mình học bài rất là quan trọng, đó là về hình dạng. Bài về hình dạng, đúng không nhỉ? Nào, đầu tiên mình học về các phòng, các khu vực ở trong một nhà. Có living room, có bathroom, có bathroom này, có dining room, and a kitchen, you know, and a garden, vườn. Mình đã có các khu vực trong nhà rồi. Tiếp theo nha, mình còn học cả brush my teeth này, wash my face này, đúng không? Mình còn học cả cooking, đúng không? Cooking rồi là... Hello. Oh, hello. Oh, I'm sorry. Yeah. Mình đã học về cooking và về phần gì nhỉ? Eating, đúng không? Eating nữa rồi. Eating. Ô, của cô đâu nhỉ? Đấy, mình có mấy động từ nữa. Xong thì trong bài làm bài tập ấy, mình có cả playing, đúng không? Có cả chơi. Play. Playing, nhớ không? Rồi, mình đã học rất nhiều động từ và hôm nay mình còn học thêm cả square này, hình vuông. Hôm nay mình học circle, hình tròn. Mà nếu mà bạn nào mà ở Hà Nội hay là một số tỉnh thành lớn ấy, thì có một cái cửa hàng tiện lợi mà các bạn rất hay đến, đó là Circle K. Yeah, Circle K ấy. Circle hình tròn. Triangle là hình tam giác và rectangle là hình chữ nhật. Và cái bài tổng hợp ngày hôm nay sẽ rất rất là thú vị. Các
Các bạn hãy nhớ theo dõi ở trên Zalo nhá. Cô sẽ ra bài tập ở dạng quiz, ok, ở dạng quiz và vào link làm bài tập có hạn nộp bài tập hẳn hoi. Và các bạn không được làm bài tập trễ, bởi vì nếu làm bài tập trễ thì sẽ không truy cập được vào link nữa. Là cái thứ nhất. Một là bài tập về nhà cô sẽ ra trên Zalo và các bạn nhớ theo dõi trên Zalo nha. Hai, ID Zoom sẽ cập nhật nếu có thay đổi, như ngày hôm nay là một bài học cho các bạn, cũng là nhờ cô nè. Vì vậy mình sẽ phải luôn kiểm tra thông tin ở trên Zoom, trên Zalo có thay đổi gì không nhá. Để khi mà lớp học mình sẽ không bị gián đoạn. Là rất là cảm ơn các bạn, 42 bạn ngày hôm nay. Đó, các bạn cập nhật thông tin rất là nhanh, rất là tốt, đúng không nhỉ? Để có thể là mình vẫn tiếp tục bài học thật tốt như ngày hôm nay. Và nhớ nha, buổi học hôm nay mình kết thúc rồi và cô đã cho các bạn một số lượng từ vựng rất là mới rồi. Bài tập sẽ khá là gian truân đấy. Cho nên mình hít hơi thật sâu nha, tối nay nha, tối nay là ngủ thật là sâu này. Ngày mai thứ bảy có bài tập của cô Ngọc, nhớ nha. Ngày mai buổi sáng sẽ có bài tập của cô Ngọc ra trên Zalo và các bạn nhớ kiểm tra nha. So, now is the end of the class. Bye bye. You need to brush your teeth and wash your face and then go to bed. Have a good night. Bye bye. Và bây giờ cô sẽ mở screen cho các bạn nha. Mở Zoom, mở. Yeah. Đâu rồi? Uva teacher. Uva teacher. Uva teacher. Goodbye, 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 teacher